Love Mantle đổ bộ, sắc vàng rực rỡ. Love Mantle, lead with love. Lead with love, sống bản lĩnh và kỷ luật. Lead with love, sống khát vọng và hành động. Lead with love, sống biết ơn và trách nhiệm. Lead with love, sống khỏe mạnh và an toàn. Lead with love, sống yêu thương và chia sẻ. Chào tất cả mọi người, mình là Vũ Thịnh và Fanny. Và ngày hôm nay chúng mình đang có mặt tại ngày hội Lead with Love. Và mọi người có thể thấy là sau lưng mình đang là một không khí tràn đầy năng lượng cùng với cả lớp Manto. Bây giờ chúng ta sẽ đi xem ở trong xem có những trò chơi gì dành cho các bạn nhé. Ok, let's go. Và bây giờ bọn mình sẽ đi tới đoàn tàu Love Manto và bọn mình sẽ là đầu tàu để dẫn các bạn đi bộ quanh đây nha mọi người ơi. Lạnh quá nhưng mà mọi người có thể thấy không khí ở đây rất là náo động và mọi người đang đứng ở đây rất là đông. Hello mọi người. Khi ta biết yêu thương, biết ơn những thứ giản đơn, dẫn dắt cuộc đời. Yes. Lead with love. Khi bắt đầu cho hành trình đi bộ của ta nhá. Để trở thành người tốt hơn. Vũ Thịnh thấy hoạt động đi bộ ngày hôm nay vô cùng ý nghĩa. Không những là nâng cao sức khỏe mà còn nâng cao sự đoàn kết của các bạn học sinh. Các bạn học sinh vô cùng năng lượng và xứng đáng trở thành những thành viên của đoàn tàu Love Manto Lead with Love dẫn dắt tương lai. Cái hoạt động đi bộ này là một hoạt động rất là thú vị và cũng rất là ý nghĩa nữa. Các bạn học sinh ngày hôm nay ở Phú Thọ thực sự rất là đáng yêu. Và mình tin rằng là đây sẽ là một sự mở đầu cho một cái ngày hội thật là vui vẻ. Năng lượng của tất cả các bạn nhỏ ở Phú Thọ rất là tuyệt vời. Mình thì đã khởi động xong một buổi sáng thật sự là rác lạnh nhưng mà bây giờ cảm thấy ấm người, ấm trong tim rồi. Xin chào Phú Thọ. Thì con mới lớn thì giờ đây tôi có thể tự trả lời là khi ta biết yêu người. Các bạn học sinh trung học cơ sở tỉnh Phú Thọ ơi, hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để chương trình của chúng ta bắt đầu. Hiện tại thì thời tiết cũng khá là lạnh và các bạn cũng có mặt khá là sớm nhưng mà ai cũng vui và ai cũng có một cái tinh thần rất là háo hức để cho ngày hôm nay thành công. Bao bì của hộp sữa thì ở trong phần thành phần thì có tổng cộng tất cả bao nhiêu dấu phẩy ạ? Ôi nhiều đấy, nhiều dấu phẩy lắm đấy. Có 16 dấu phẩy. Mình thực sự cảm thấy rất là hạnh phúc. Tại vì các bạn học sinh ở đây rất là dễ thương. Các bạn cũng rất là hòa đồng, rất là vui vẻ. Và thực sự là những cái giây phút được giao lưu với các bạn là những giây phút mà chắc chắn là mình sẽ không thể quên được, những giây phút rất là ý nghĩa và cảm xúc đối với bản thân mình. Mình mong rằng là những câu chuyện, những nội dung mà mình muốn truyền tải đến cho các bạn học sinh ngày hôm nay sẽ được các bạn đón nhận và nó sẽ là những nội dung cực kỳ ý nghĩa. Và mong là các bạn học sinh sẽ có thêm nhiều những kinh nghiệm bổ ích. Trên đời dẫn dắt cuộc đời. Yes. Lead with love là khi ta biết
ngày mình lỡ. Mùa xuân mang đến tất cả những ca vui mừng, bầy chim hót vang, tân xuân ấm êm tràn hòa. Bây giờ thì hãy cùng Vũ Thịnh đi tham quan từng gian hàng của chương trình nhé. Đến với chương trình hôm nay, mình thấy chương trình rất là ý nghĩa và bổ ích, đặc biệt đối với các em học sinh trung học cơ sở, là cái lứa tuổi mà các em đang chuyển biến tâm lý rất là nhiều. Các em có rất nhiều những áp lực từ học tập, áp lực từ thực tế, nên là cái chương trình này thật là bổ ích và ý nghĩa. Thấy là các em học sinh ấy là rất là hào hứng và rất là thích tham gia chương trình. Cũng mong muốn học sinh trong toàn tỉnh và không những ở toàn tỉnh và toàn đất trên đất nước Việt Nam sống mới có trách nhiệm với chính bản thân mình đầu tiên, sau đó mới có trách nhiệm với gia đình, xã hội. Thì ngày đó sẽ là ngày mình lớn. Buổi sáng hôm nay từ một mình tới trường, đến lớp hăng say cùng bạn bè mến thương. Nào toán lý hóa nào là và sáng giờ tụi mình đã có cơ hội đi bộ cùng 2.000 em nhỏ rất là năng lượng, rất là nhiệt huyết ở đây rồi. Thì anh cảm giác như thế nào ạ? Thịnh Ni mong rằng qua chương trình này thì có thể lan tỏa được những năng lượng tích cực. Và các bạn học sinh ơi, hãy luôn nhớ rèn luyện, học tập để có thể thực hiện được ước mơ và dẫn dắt tương lai nha. Lớp Manto, Liquid Love. Lớp Manto, Liquid Love. Lớp Manto, Liquid Love. Yeah. Nào mình cùng lớn, cùng Liquid Love.